ngày mai nâng lên bình minh sẽ tới, tay nắm tay chẳng cách rời. Hy vọng là tới ngày đó hết căng. Phú Hà thấy là bà bầu Đại Trâm là một người nghệ sĩ còn rất trẻ nhưng rất là ham, rất ham nghề. Với cái tâm huyết là giữ được lửa cho các em, cho nên là Ngọc Đại Trâm đã phải hy sinh rất nhiều, cả từ tiền cho đến sức. Tôi gái phải là đàn ông. Con chờ đàn ông. Sao dụng qua nguyên tắc thứ nhất.